tôi lại nhớ chứ rừng bao nhiêu cây mọc thì tôi ơn bầy anh không. Đất miền Trung mưa dầm nắng gió, về đó rồi em thương nhiều hơn nữa, bởi nơi anh thăm đường tình quê. Em có về xứ Nghệ với anh không? Có dòng sông tuổi thơ anh lặn lội, câu dân ca bắt nguồn từ lao động, để ai xa luôn vẫn nhớ về quê, nặng nghĩa ân tình câu vì dằm người ơi. Về đi em, về với quê anh, nước biếc non xanh đường quanh quanh xứ Nghệ. Về bên anh lời thương của mẹ, em mân du xứ Nghệ nọ ham kẻ giàu sang, dù một nắng hai sương những âm bao tình nghĩa, răng gừng cay môi mặn tiếng nói nọ giống ai, dư đã nói yêu em lời yêu thương còn mãi. Em thương em có về xứ Nghệ với anh không? Em thương theo anh về xứ Nghệ cùng anh. Nghệ An, điểm đến hấp dẫn trên con đường di sản miền Trung. Nằm ở Bắc miền Trung, vùng đất địa linh nhân kiệt với 985 năm danh xưng Nghệ An. Thành phố Vinh, trung tâm chính trị, văn hóa xã hội, kinh tế của tỉnh Nghệ An luôn song hành giữa quá khứ có bề dày lịch sử và hiện tại là một đô thị trẻ năng động, phát triển nhanh trên dải đất hình chữ S. Vẫn còn đây, dấu tích của thành Phượng Hoàng Trung Đô, nơi gắn liền với trang sử hào hùng của triều đại Tây Sơn, của vị hoàng đế áo vải cờ đào Quang Trung Nguyễn Huệ. Nhiều di tích danh thắng, trong đó có tới 14 di tích được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Lấy đi ba lan nóng nào.
Đến thành phố Vinh, ngoài tham quan danh lam thắng cảnh, bạn có thể mua sắm và thưởng thức những đặc sản mang thương hiệu Vinh từ bao giờ đã nức tiếng cả nước như cháo lươn, cam Vinh. Một trong những vùng đất có cảnh đẹp đặc trưng của nông thôn xứ Nghệ, nguồn cảm hứng bất tận của thi ca, mạch nguồn của dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh chính là Nam Đàn. Trong hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, tục thờ mẫu chỉ có ở Việt Nam. Vì sao người dân Việt lại thờ mẫu, tức thờ mẹ? Mẹ, đây không chỉ là người sinh ra dân tộc mà còn là những nguồn sống nuôi dưỡng cả một dân tộc. Chúng ta hãy quan sát các điện thờ để cùng nhau lý giải xuất xứ của tục thờ này. Đời sống tâm linh của con người Việt Nam đã từng tồn tại rất nhiều hình thức tôn giáo, tín ngưỡng khác nhau. Trước hết là các tín ngưỡng, các tục thờ mang tính bản địa như thờ cúng tổ tiên, thờ thành hoàng làng ở các làng xã. Các tôn giáo du nhập từ bên ngoài như Phật giáo, Khổng giáo, Lão giáo. Người Việt Nam đã du nhập các tín ngưỡng tôn giáo khác nhau trên cơ sở là sự phù hợp với nền tảng đạo đức, nhân, lễ, nghĩa, chí, tín. Các tôn giáo du nhập đã thích ứng với đời sống tâm linh người dân Việt, nên xu hướng dân gian hóa các tôn giáo là hiện tượng dễ thấy. Nó khai thác các mặt đạo lý, cách ứng xử giữa con người với con người. Thoát thai từ đạo thờ thần, đạo mẫu với tư cách là một biến thể của đạo giáo Việt Nam đã và đang thâm nhập và ảnh hưởng giao thoa với các tín ngưỡng tôn giáo khác, đặc biệt là với đạo Phật. Đệ tử con khấn nguyện tâu quỳ đất Nghệ An anh hùng hào kiệt, tiếng ông mười lẫm liệt ngàn xưa. Đệ tử chúng con thuộc đoàn du lịch lễ hội Tân Hồng Thái, ngụ tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Hôm nay ngày 25 tháng 10 năm Mậu Tuất là ngày Kim Niên Kim Nguyệt Cát Nhật Lương Thời. Nhân dịp chúng con đi lễ hành hương tại đền Quan Hoàng 10 nổi tiếng anh linh, đệ tử con nhất tâm một lòng, nhất tòng một đạo, nhất tâm chí thiết, nhất gia chí thành, đêm tưởng ngày mong, tu thiết hương, hoa, đăng, trà, quả, thực, mang miệng về tâu, mang đầu về bái, trên con tấu thượng thiên, dưới con để trình Long Cung Thủy Phủ.
quê mình đất lành ngời tiếng. Thảm lụa màu xanh đồi xưa ngút ngàn, anh gửi cho em không phải bạc vàng đã sàng lọc trong núi đồi màu mỡ. Anh gửi tặng em cánh rừng chớm nở, chờ xuân đào phai dồn đến mọi miền. Anh gửi cho em chiều nắng xiên xiên, ca mang trời xanh hiên đèo Ba Dồi, gửi tặng em tháng ngày bối rối. Bịn rịn nghĩ suy dựng phố đẹp nhà, vui không em đồng gió quê ta, nó canh sáo diều bên đèo em đợi. Nơi đây Quang Trung xưa kia tụ hồi, lịch sử hòa tranh anh gửi cả cho mình. Anh gửi cho em rào rạt sức bình sinh của thế trận núi đồi tam điệp hương lắm quê hương, bao nhiêu điều muốn gửi. Tam điệp xuân về chín mộng những chùm thơ. Tam địa quê mình đất lành người tiên, thảm lụa màu xanh đồi xưa ngút ngàn. Anh gửi cho em không phải bạc vàng đã sàng lọc trong núi đồi màu mỡ. Anh gửi tặng em cánh rừng chớm nở, chờ xuân đào phai dồn đến mọi miền. Anh gửi cho em chiều nắng xiên xiên, ca mang trời xanh hiên đèo Ba Dồi, gửi tặng em tháng ngày bối rối. Bịn rịn nghĩ suy rừng phố đẹp nhà, vui không em đồng gió quê ta, nó canh sáo diều bên đèo em đợi. Nơi đây Quang Trung xưa kia tụ hồi, lịch sử hòa tranh anh gửi cả cho mình. Tuy nhiên với Thanh Hóa, Thánh Mẫu Liễu Hạnh có những dấu ấn đặc biệt quan trọng. Chẳng thiêng cũng bụt chùa nhà, gái Thanh Hóa nữ thần có một, đẹp nhất là tiên hạ giới, cõi Nam Thiên Bất Tử Hòa Tư. Cuộc giáng trần lần thứ ba của Tiên Chúa là ở vùng Phố Cát và lúc hiển thánh là ở Sòng Sơn, cho nên xứ Thanh cũng có thể được xem là đất quý hương của Tiên Chúa. Theo quốc lộ số 1 từ Hà Nội vào miền Trung, hết địa phận tỉnh Ninh Bình, du khách đến địa phận phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, vào vãn cảnh đền Sòng Sơn, thánh đường thờ nữ thần Vân Hương, Liễu Hạnh công chúa, Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Chính ở đền Sòng trong một lần trùng tu vào tháng 4 năm 1939, khi thợ đào đất để xây dựng bức bình phong trước cửa chính,
họ đã tìm thấy một cái chép bằng đồng hình chữ nhật. Mở cái chép ấy ra, họ rất ngạc nhiên khi thấy trong đó một cuốn sách có nhiều tờ bằng đồng ghi niên hiệu Vĩnh Tổ từ năm 1619 đến năm 1628, đời Lê Thần Tông và chép lại lịch sử gia đình nữ thần Vân Hương. Theo truyền thuyết kể rằng, một hôm có một ông lão người làng Cổ Đam, sau khi được nữ chúa Vân Hương nhập hồn và tuân theo lời khuyên của bà, ông lão lấy một chiếc gậy tre đem cắm xuống đất và truyền làm một ngôi đền thờ ở đó. Chiếc gậy được cắm xuống đất đột nhiên bén rễ và đâm chồi. Trước hiện tượng màu nhiệm này, dân làng bèn dựng ngay một ngôi đền theo mộng báo của nữ chúa. Lúc đầu ngôi đền bé nhỏ, nhưng ngày càng được mở rộng. Sau nhiều lần trùng tu, đền sòng càng khang trang, đẹp đẽ như ngày nay. Đoàn du lịch lễ hội Tân Hồng Thái, chúng con bao gồm 32 quý thành viên sau: 1 Nguyễn Lan Hương, 2 Nguyễn Thị Nguyệt, 3 Trần Thanh Tuấn, 4 Lê Thị Nam Hà, 5 Trần Duyên Phương, 6 Mai Thúy Hằng, 7 Trần Bảo Thái, trưởng đoàn, 8 Lê Văn Sơn, 9 Trần Thị Thảo, 10 Bùi Văn Bằng, 11 Đỗ Duy Cốm, 12 Trần Thị Hòa, 13 Trần Thị Hiền, 14 Trần Thị Hảo, 15 Cao Thanh Vân, 16 Phạm Thị Minh, 17 Lê Thị Lan, 18 Lưu Thanh Hiền, 19 Lê Nam Ninh, 20 Trần Thị Hiền, 21 Đặng Thị Sinh, 22 Trần Công Tham, 23 Trần Thị Nhài, 24 Vũ Thị Thu, 25 Trần Thị Tuyết, 26 Trần Thị Thắm, 27 Bùi Thị Hường, 28 Trần Văn Dũng, 29 Cao Đình Khoa, 30 Vũ Huy Nam, 31 Nguyễn Văn Khánh, 32 Nguyễn Tiến Liệt. Dân xứ
Vì sao nhiều lúc đó đây vẫn sang. Nơi đây có các di tích, danh thắng gắn liền với tên tuổi của các bậc tiền bối đã có những công hiến lớn lao trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, nơi mỗi năm có hàng triệu du khách trong và ngoài nước về thăm để được hiểu hơn và thêm kính yêu một con người vĩ đại. Đền thờ Mai Hắc Đế, vì anh hùng đã có công đánh đuổi giặc Đường, lập nên nhà nước Vạn An độc lập ở thế kỷ thứ 8. Khu tưởng niệm nhà yêu nước Phan Bội Châu, người tạo dựng phong trào Đông Du, người đặt nền móng cho quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam, Nhật Bản. Từ Nam Đàn,
bạn có thể đến với khu di tích lịch sử quốc gia Chuồng Bồn, biểu tượng anh hùng của tuổi trẻ Việt Nam trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Đường vô xứ Nghệ quanh quanh, non xanh nước biếc như tranh họa đồ. Đến với Nghệ An Hà Tĩnh, vùng đất hữu tình, địa linh nhân kiệt, bạn sẽ được ngắm nhìn 99 đỉnh non hồng, huyền thoại soi bóng xuống dòng La, dạt dào giọng đò đưa, dẫu chỉ một lần thôi, chạm ngõ quê thơ, bạn sẽ cảm thức hơn những câu kiều dâu bè với những khúc tình yêu man mát hoa tiên và mỗi điệu ca trù thắm đượm tình người, cùng khí phách làm cây thông hát reo nơi vách đá treo leo. Nơi đây mỗi tên đất tên người, mỗi ngọn núi dòng sông cùng ngời lên những chiến công trong những trang sử hào hùng quê hương dân tộc. Tới thành phố Vinh, đoàn chúng tôi dùng bữa trưa tại nhà hàng Lam Hồng. Chủ quán là anh Toàn, một người bạn thân thiện, rất nhiệt tình trong công việc. Anh chuẩn bị bữa trưa cho đoàn chúng tôi với những món ăn đậm hương vị miền Bắc. Thực đơn chúng tôi đặt trước, xếp bàn tròn ngồi 10 người một bàn. Một gà rang muối, hai ốc om chuối đậu, ba tôm diêm thịt, bốn bò xào cần, năm đậu phụ sốt cà chua, sáu rau cải xào, bảy canh bạc hà nấu tôm, tám trứng rán, chín cơm, cà pháo, 10 bia, nước ngọt, hoa quả tráng miệng. Biệt ngược nào, bạn này không dâu đi, một hai ba dâu chưa thì lá. Thuyền em lên tạc xuống gầy, nước non là hai ba dô, hai ba xuống. Bàn nào cũng vương vãi tiếp chuyện trò, tiếng cũng đi mời mọc, tiếng cười vang lên, có bàn khách đã ngã nghiêng. Trong bếp món rau muống xào thiệt ngon, những cọng rau mềm xanh tươi thật là hấp dẫn. Món này chấm chao cũng là món tuyệt chiêu, vừa rẻ lại vừa ngon. Ẩm thực nơi này làm rất khéo, nên nhìn mọi người ăn uống rất là ngon miệng và vui vẻ. Tạm biệt nhà hàng Lam Hồng, đoàn chúng tôi ra xe khởi hành tới chiêm bái một linh tích nổi tiếng linh thiêng, đó là đền Quan Hoàng 10, cầu Quan Hoàng gia hộ cho chuyến đi được thuận lợi và may mắn. Thật cần cù thông minh chịu khó, dũng cảm kiên cường, dám nghĩ dám làm và rất đổi thủy chung. Con người quê tôi là vậy, mộc mạc chân thành như hạt lúa củ khoai, nên câu hát quê tôi cùng mặn mà chân chất mà ra diệt đến gần thẳm tình người. Câu dân ca là bản sắc văn hóa của mỗi một vùng quê. Câu dân ca họ ví rằng là tâm hồn, là diện mạo, là cốt cách của người dân xứ Nghệ. Tâm hồn và tình người trong bức tranh thiên nhiên hữu tình xứ Nghệ luôn gợi niềm cảm hứng thi ca, luôn mời gọi những bước chân du khách và những nhà đầu tư. Mảnh đất Nghệ An non xanh nước biếc như tranh họa đồ, từ thành Vinh sâu lắng lên đại ngàn non cao,
rừng nguyên sinh phủ mát do núi mây ngàn, hay về với hương biển mặn mòi xứ Nghệ, bạn sẽ nhớ mãi về một miền duyên hải miền Trung đang cất cánh vươn tới những ước mơ xa. Chứ năm cửa ô về tới đô thành Nam Đàn xứ Nghệ, nghe nước danh quan Hoàng Mười, nghe nước danh quan Hoàng Mười, ơi họ là họ ơi, ơi ơi họ. Chẳng bao, chẳng bao nhiêu tuổi mà chẳng già, chẳng bao nhiêu tuổi mà chẳng già, ghế ông năm nay bao nhiêu tuổi mà vẫn hào hoa như ngày nào, mà vẫn hào hoa như ngày nào. Ơi họ là họ ơi, ơi ơi họ. Nghệ An nghe nước danh ông Mười, đai vàng ông khoác áo vàng anh, đấy nó nhiều lên chú bê đây ngự đông. Đệ tử cung văn mang lời thơ tiếng ca cung đàn, cầu xin quan lớn tối linh độ cho dân chúng, dân chúng giàu sang bình an, con dâng văn điệu lính qua cầu. Trong dùng khu tư ông Mười nức danh tiếng đồn, cầm quân giết giặc giữ non sông non nước thanh bình, giặc ngoài xâm hồn siêu phách tan, tan nát chịu thua. Ông đi tới đâu chúng dân vui đón mừng ông, cúi xin ông Mười ngàn năm vẫn nhớ, cúi xin ông Mười ban tài hiếm lòng toàn dân. Mỏ Hạc Linh Từ còn gọi là đền ông Hoàng Mười ở làng Xuân Am, xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, nổi tiếng linh thiêng. Hàng năm, ngôi đền có hai kỳ lễ hội lớn là rằm tháng 3 âm lịch, lễ hội khai điểm, và lễ hội giỗ quan Hoàng Mười mùng 10 tháng 10 âm lịch. Với nội dung lễ hội phong phú hấp dẫn, có tiếp thu và phát triển các tinh hoa lễ cổ truyền, kết hợp với hội đương đại, nên được đông đảo nhân dân hưởng ứng tham gia. Mỗi năm tiếp đón hàng vạn lượt du khách hành hương về thăm viếng, tham gia các hoạt động văn hóa tâm linh, mỏ Hạc Linh Từ thực sự là một địa chỉ hấp dẫn thu hút du khách hành hương về xứ Nghệ. Hạc Linh Từ là ngôi đền thờ mẫu tứ phủ với các vị phúc thần như Tam Tòa Quốc Mẫu, Tứ Phủ Quy Hoàng, Tứ Vị Vua Bà, Công Đồng, Kiều Trần, Thập Nhị Tiên Cô, Miếu Thánh Cậu, Miếu Thánh Cô. Nhưng vị thần được thờ chính, linh hồn của mỏ Hạc Linh Từ là Quan Hoàng Mười.
sông lam hồng lần đẹp như trăng. Tạo hóa xưa kia đã lập mơ thành. Muôn thuở núi sông bên vừng, đất Nam Đàn xứ Nghệ mãi còn dân. Ông Hoàng Mười là ai? Đến nay vẫn chưa được các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian ở xứ Nghệ làm sáng tỏ. Ông là Nguyễn Duy Lạc, người ở Xuân Am, làng Âm Công Cổ, hay Hoàng Mười là tri huyện Phủ Dày, như thần tích đền Củi ở Hà Tĩnh. Ông thuộc dòng họ Hoàng, tên Mười ở Trần Thế, hay Hoàng Tử thứ Mười, con của vua Long Thần Bát Hải Đại Vương, như lời lưu truyền trong dân gian. Là nhân vật lịch sử có thật hay là nhân vật huyền thoại? Đó là câu hỏi được đặt ra từ lâu đối với nhiều người, nhất là những người quan tâm đến đạo Mẫu ở Việt Nam. Sông hướng núi ngự, cầu trang tiên bến ngự đẹp long lắm. Chứ năm cửa ô về tới đô thành Nam Đàn xứ Nghệ, nghe nước danh quan Hoàng Mười, nghe nước danh quan Hoàng Mười. Ơi họ là họ ơi, ơi ơi họ. Ca cung đàn cầu xin quan lớn tối linh độ cho dân chúng, dân chúng giàu sang bình an, con dâng văn điệu lý qua cầu. Trong dùng khu tư ông Mười nức dân tiếng đồ, cầm quân giết giặc giữ non sông non nước thanh bình. Giặc ngoài sân hồn siêu phách tan, tan nát chịu thua. Ông đi tới đâu chúng dân vui đón mừng ông, cuối xin ông Mười ngàn năm vẫn nhớ. Cuối xin ông Mười ban tài hiếm lòng toàn dân. Cuối xin ông Mười ban tài tiếp lộc cho toàn dân. Mời quý vị đón xem phần tiếp. Quý vị và các bạn vừa thưởng thức khúc Hạc Văn, lời ca công đức của quan Hoàng Mười qua sự trình bày của nghệ sĩ Quốc Phòng với dòng ca ngọt ngào đầy mê đắm. Thank you.
đầu tiên mà sẵn ông mười đời được ông về màu mà chẳng nghe dù chẳng họ chị Phương Oanh tiếp tục giới thiệu tới quý vị đôi nét về vùng đất Hà Tĩnh, địa linh nhân kiệt. Đến với Hà Tĩnh, vùng đất hữu tình, địa linh nhân kiệt, bạn sẽ được tận mắt ngắm nhìn 99 đỉnh non hồng huyền thoại soi bóng dòng La dạt vào giọng đỏ tươi. Dẫu chỉ một lần thôi chạm gõ quê thơ, bạn sẽ càng thổn thức hơn với những trang chiều thơ bể, với khúc tình yêu man mác hoa tiên và mỗi làn điệu ca trù thắm đượm tình người cùng khí phách làm cây thông hát reo đê vách đá treo leo. Nơi đây, mỗi tên đất, tên người, mỗi ngọn núi, dòng sông cũng đều ngời lên những chiến công trong những trang sử hào hùng của quê hương dân tộc. Để phần nào ghi lại những ánh hào quang của quá khứ và nhịp đời sôi động hôm nay đã dành suy nghĩ và tình cảm của mình cho con người Hà Tĩnh, đi mô cũng nhớ về Hà Tĩnh. Xin được trân trọng giới thiệu ông ạ. Nắng gió thương cha một đời gập ghềnh bờ đê, nắng chung hai vai, mưa thấm mắt cá, cho cây lúa vẫn xanh dưới trời chang cha. Có nơi mô như người quê ta, thương nhau bỏ như chia làm ba, yêu nhau em gửi qua câu dân ca, sông Lam có cạn núi Hồng hết cây thì em vẫn nọ hết tình. Đâm nghĩa ân tình là vì quê hỡi. Hà Tĩnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ, phía Bắc giáp tỉnh Nghệ An, phía Nam giáp tỉnh Quảng Bình, phía Tây giáp nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, phía Đông giáp Biển Đông. Tỉnh Hà Tĩnh được thiết lập năm Tân Mão, niên hiệu Minh Mệnh thứ 12, 1831, là đất giang sơn tụ khí, không chỉ theo nghĩa địa lý phong thổ mà xét về trầm tích văn hóa của giống nòi qua các thời đại. Thời đại nào Hà Tĩnh cũng xuất hiện những anh hùng, chí sĩ, danh nhân văn hóa. Từ Ba Trạng Nguyên thời nhà Trần, 148 vị đại khoa thời nhà Nguyễn, đến những tên tuổi rạng danh đất nước như Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Huy Tử, Phan Huy Ích, Nguyễn Thiếp, Lê Hữu Trác, Phan Đình Phùng, Trần Phú, Hà Huy Tập, Hoàng Xuân Hãn, Lê Văn Thiêm, Nguyễn Phan Chánh, Xuân Diệu, Huy Cận, vân vân. Đến Hà Tĩnh, dù đi theo đường sắt, đường bộ, đường biển hay đường sông, thì hành trình nào bạn cũng đều gặp cội nguồn các di tích lịch sử văn hóa, các danh lam thắng cảnh, các khu du lịch nổi tiếng như bãi biển Thiên Cầm, Xuân Thành, đèo Ngang, hồ Kẻ Gỗ, vườn quốc gia Vũ Quang, khu di tích Đại Thi Hào Nguyễn Du, khu di tích Cố Tổng Bí Thư Trần Phú, Hà Huy Tập, khu di tích Ngã Ba Đồng Lộc,
danh thắng Hương Tích, Quỳnh Viên, cùng với nhiều loại hình văn hóa phi vật thể đặc sắc. Tất cả đều là điểm đến hấp dẫn đối với du khách.